Ngọc Đăng Thanh kính chào quý khán giả của đài truyền hình SPTN đến với bình luận đầu tuần do nhà văn Phan Nhật Nam biên soạn. Kính thưa quý vị, hôm nay đầu tháng 4 2019, thời điểm của lần sắp kết thúc cuộc chiến khởi đầu từ 1960 với kết thúc 30 tháng 4 1975, cuộc chiến mà những phe tham dự cụ thể với dân và lính của miền Nam, quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Mãi cho đến 44 năm sau vẫn còn tự hỏi tại sao và do đâu mà trận chiến đã mãi kéo dài, lại kết thúc quá nhanh chóng với hậu quả khốc hại, dẫu sau 44 năm vẫn khắc sâu vào tâm thức trí nhớ của mỗi người. Tại sao? Vào ngày đầu tháng 4 1975, cựu Bộ trưởng Thông tin Chiêu hồi Hoàng Đức Nhã lúc ấy giữ chức vụ cố vấn riêng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã có mặt tại Tân Gia Ba, theo lời mời của Thủ tướng Lý Quang Diệu. Thủ tướng Lý mời cố vấn Nhã đến để trao một nguồn tin quan trọng Ông Lý vào thẳng vấn đề. Đừng để mất thì giờ vô ích. Tôi mời ông tới đây bởi kết thúc ở Việt Nam đang xảy ra sắp phải đến. Thủ tướng Diệu nói rõ, Phó Tổng thống Mỹ Rockefeller vừa hỏi ý kiến của ông cũng như những vị lãnh đạo Á Châu khác là liệu có cách gì để đưa ông Nguyễn Văn Thiệu ra đi hay không? Hóa ra, chuyến viếng thăm không chính thức các nước Đông Nam Á của Phó Tổng thống Mỹ Rockefeller nhân dịp viếng lễ tang thống chế tượng chế thạch vừa qua tại Đài Loan trong ngày 5 tháng 4 là để thông báo một điều quan trọng đã đến lúc chính phủ Mỹ cần thay người cầm quyền ở Nam Việt Nam. Thưa quý vị, ông Hoàng Đức Nhã thông báo ngay về Tổng thống Thiệu nguồn tin chẳng mấy phấn khởi này, một phần bản thân ông cũng hiểu ra thực tế. Giới quân nhân, những tư lệnh các quân khu qua tình hình chiến sự xảy ra từ lần rút bỏ cao nguyên vùng hai chiến thuật từ tháng 3 nay đã không còn tin tưởng Tổng thống Thiệu, vốn là một tướng lãnh quân đội. Cuộc rút bỏ cao nguyên từ ngày 16 tháng 3 tiếp theo lần di tản Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang vào cuối tháng 3 đã làm tan vỡ lực lượng chiến đấu phá hủy quân trang cụ, vũ khí của hai quân khu 1 và 2. Bày ra thực tế khắc nghiệt, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã không kiểm soát được tình hình quân sự lẫn chính trị của miền Nam. Hơn thế nữa, Lời thông báo của Phó Tổng thống Rockefeller không là ý kiến riêng của người lãnh đạo tòa bạch ốc nhưng là phản ảnh thực tế về quyết định của chính phủ Hoa Kỳ. Đó là rút khỏi vùng Đông Nam Á theo thỏa thuận với Trung cộng từ Thông cáo thượng hải ký kết từ năm 1972 giữa Thủ tướng Chuan Lai và Tổng thống Nixon. Cũng phải cần nhắc lại sự kiện vào ngày 25 tháng 10 1971 Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua nghị quyết. 2758 để chấp thuận để cho Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc Bắc Kinh thay thế Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan tại Hội đồng Thường trực Bảo an đã giữ từ năm 1945. Cộng hòa Trung Hoa Dân Quốc là một trong năm hội viên thường trực Hội đồng Bảo an, cũng là thành viên tiên khởi thành lập Liên Hiệp Quốc, cùng bị hy sinh huống gì Việt Nam Cộng hòa. Quốc gia chưa hề là hội viên chính thức để ràng buộc Mỹ, cũng như thế giới có bổn phận phải bảo vệ. Thưa quý vị, Nam Việt Nam không đơn lẽ bị bức tử. Ngày 12 tháng 4, thủ đô Nam Vang của Campuchia thất thủ. Tất cả bộ trưởng của nội các Long Warret chỉ trừ một người thuận di tản theo đề nghị của Tòa đại sứ Mỹ. Tất cả thành viên cao cấp chính phủ Campuchia đồng ở lại với đất nước và là những nạn nhân đầu tiên bị hành quyết bởi cách hành hình mang rợ của đám đao phủ Khmer đỏ. Điển hình là vị cố vấn chính trị Srik Matak của Tổng thống Lenin đã có lá thư tuyệt mệnh gửi đến đại sứ Mỹ Dean John với lời lẽ bi tráng. Tôi chỉ phạm một lỗi lầm là đã tin vào Ngài và tin vào những người bạn Mỹ. Về phía Việt Nam, khi quân miền Bắc tấn công 30 thuộc trong ngày 10 tháng 3, Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm từ Hoa Thịnh Đốn trở về với tin sát đánh. Không những không có 300 triệu quân viện bổ sung mà có thể không còn viện trợ quân sự nữa. Như thế, 300 triệu dự trù bổ sung vào ngày 13 tháng 3 năm 1975 là trở thành số không khi mà đảng Dân Chủ kiểm soát cả Hạ lẫn Thượng Viện bỏ phiếu với đại đa số. Chống bất cứ viện trợ nào cho Việt Nam kèm theo lời tàn nhẫn. Viện trợ di tản thì cho, chứ một xu viện trợ quân sự cho thiệu thì không. Thưa quý vị, người lính Việt Nam Cộng Hòa trên chiến trường không biết những điều này. Họ cũng không biết đến thực tế. Nếu như không có 30 tháng 4 1975 thì chỉ đến khoảng tháng 6 1975 đạn tồn kho sẽ hết và đến tháng 8 là hết sạch. Trong cùng lúc miền Bắc dồn hết lực lượng 16 sư đoàn bộ binh có chiến xa và đại bác nặng yểm trợ, xua quân chiếm đóng miền Nam với một điều chắc chắn. Cho kẹo Mỹ cũng không trở lại Việt Nam. Lời của Phạm Văn Đồng xác định trước khi chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu. Ngọc Đăng Thanh xin kính chào quý khán giả.